Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 tháng 3 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác và điều đó đôi khi sẽ khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ thì những gia chủ tuổi Tân Dậu luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái tuổi Tân Dậu trong tháng 3 âm lịch này. Trong tháng 3 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung và sự nghiệp thì lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 3 năm 2022, vận trình của người tuổi Tân Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích của chúng tôi ngay sau đây. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Tân Dậu chính là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì mình đã nói. Họ cũng chính là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến cho con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này là người thích đám đông, thích nói chuyện và hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bạn là người coi trọng hạnh phúc gia đình, tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại dịu dàng cùng với nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Yêu và được yêu chính là điều mà tuổi Tân Dậu luôn muốn hướng đến. Người tuổi Dậu sinh năm 1981 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp giáp dương mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Tân Dậu cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Nếu có cơ hội hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, bản mệnh có thể khắc phục được mọi khó khăn, thậm chí đạt được thành quả đáng ngạc nhiên. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần phải chú ý quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh. Không thể làm việc quá tự do theo tính cách cá nhân vì điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt đến tập thể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này tình hình tài chính của người tuổi Dậu sinh năm 1981 không có nhiều dấu hiệu khả quan. Công việc không thuận lợi kéo theo đó là thu nhập giảm sút. Những khoản thu từ nghề tay trái cũng không đáng là bao. Không những vậy, trong những tháng này còn có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tân Dậu nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ dàng cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng,
cần nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Tân Dậu may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm, tuy nhiên do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi cho rằng tháng 3 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra. Nếu người tuổi Tân Dậu không cẩn thận, đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không nên làm việc quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để cho người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những vậy, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Các gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 3 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Tân Dậu bình thường không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là người hơi bất cần và liều nên khiến cho đối phương phải tò mò, tìm hiểu về bạn. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Tân Dậu dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tình cảm vợ chồng, để giải quyết mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha làm mẹ, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Tân Dậu, trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạch Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, gia chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 3 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.